Ngày 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tại tỉnh Tiền Giang có số ca mắc trên 15.249 ca, số ca tử vong là 380. Đặc biệt, trong số ca mắc COVID-19 được phát hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, thì có 2.734 ca được phát hiện qua 4 lần tầm soát cộng đồng trên diện rộng, kéo dài từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10. Theo ông Mười, tỉnh Tiền Giang đã và đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các biện pháp phòng chống dịch cho đến nay cơ bản là đúng hướng, kịp thời và hiệu quả. Việc thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình, số ca mắc mới trong cộng đồng giảm rõ rệt. Bình quân trong tuần qua, số ca nhiễm tại Tiền Giang chỉ ở mức 2 con số. Tuy dịch bệnh có chiều hướng giảm, nhưng tỉnh Tiền Giang vẫn áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch mà theo doanh nghiệp, người dân là quá gắt gao so với các tỉnh khác trong khu vực. Một trong vấn đề mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm đó là tỉnh này vẫn áp dụng hình thức sản xuất 3 tại chỗ. Mới đây nhất, 19 doanh nghiệp FDI tại Tiền Giang với số lượng hàng chục ngàn lao động vừa gửi thư đến Thủ tướng cho rằng việc tỉnh Tiền Giang một mình đi một đường khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở. Trong khu công nghiệp đạt được mũi một chỉ có 4 lần thôi, mà trong khi ngoài cộng đồng thì theo tôi nắm có khoảng hơn 30% đầu cộng đồng thì cái điều kiện mà tái sản xuất, phục sản xuất mà đem so sánh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An thì rất là phát triển. Người ta đã phủ vaccine hầu như mũi hai gần là 80-90% rồi, còn mình thì người lao động phủ mũi một ngày 10 tháng 10 mới 4 lần thôi, còn mới chích sau này cũng mũi đó là được chích thứ 4 này mới hoàn thiện được tới ngày nay là cũng chơi là hoàn thiện gần 100% mũi một, nhưng mà nói về đạt mũi hai đủ 14 hạn chưa đạt, tại vì mới chích thời điểm nay cách nay chưa được tận người từ ngoài tỉnh về rất là nhiều. Các anh chị thấy Sài Gòn về Tiền Giang hàng ngàn người